Một ngày của mình ở Idaho Arts Academy, điều đầu tiên mình làm sau khi thức dậy và rời khỏi giường của mình đó là vào phòng vệ sinh đánh răng và rửa mặt thật sạch. Sau đó chọn một bộ outfit thật ấm cúng để mang đi học. Xong xuôi thì mình sửa soạn sách vở. Trường mình đâu có dùng sách vở gì đâu, chỉ có dùng máy tính thôi à. Nên là mình sẽ cho máy tính vào cặp. Đây là outfit hôm nay của mình. Sau đó thì mình đến phòng của nhóm bạn mình để gọi các bạn dậy đi ăn sáng. Phải gõ cửa nè, trước khi vào phòng ai thì mọi người nhớ gõ cửa nha. Nhớ đó. Bạn áo vàng này là Claire Young Kim, một người bạn rất thân của mình. Còn kia là Lulu, Rebecca và Lauren, cũng cùng trong nhóm bạn của mình luôn. Bọn mình đang đi đến nhà ăn á, nó xa ơi là xa luôn. À tới rồi nè. Phòng ăn của tụi mình được trang trí với rất nhiều cờ tượng trưng cho các quốc gia mà của học sinh học đang học tại trường. Ăn xong thì tụi mình phải đến lớp đầu tiên ngày hôm nay là lớp Spanish, học tiếng Tây Ban Nha. Ở trong lớp thì có mấy cái ghế xoay xoay màu xanh này nè, nó trượt đi được khắp mọi nơi luôn, mình trượt từ phòng này qua phòng kia được. Học xong á là mình phải đến lớp thứ hai luôn. À đây là con bé ở cùng phòng với mình, nhỏ hơn mình 1 tuổi, học lớp dưới, học môn nhảy. Còn đây là bạn thân của nó nè. Trời, hề chưa. Rồi, mình đã đến lớp lịch sử thế giới rồi. Bây giờ mình sẽ vào lớp rồi đóng cửa lại. Đây là mình đang tu nhanh. Cô mình đang dạy đây. Vì mình làm bài xong sớm đó, nên mình được ra thư viện ngồi. Còn bài tập mình tranh thủ làm tiếp. Đây là Lea, người bạn của mình. Bạn đến từ Hàn Quốc. Làm xong thì mình đi bộ đến lớp thể dục. Hôm nay mình được thầy cho chọn giữa phòng gym và sân cỏ. Thì mình đã chọn phòng gym. Tập xíu nha, bye bye mọi người. Tập xong thì mình đi ăn chung với bạn. Nhưng mà chỉ có một ít thời gian thôi, nên mình đã quyết định là lấy đồ ăn từ nhà ăn và vừa ăn vừa đi về phòng. Úi, mình gặp được một người bạn. Có một người bạn tốt đã mở cửa cho mình nè. Đây là cầu thang ở mặt ngoài của ký túc xá mình. Đây là phòng của mình. Và mình về nghỉ ngơi được một lúc rồi phải đến lớp tiếp theo. Đây chính là phòng của mình. Đây là căn phòng mình thích nhất luôn á. Mình thấy view ở đây khá là ổn. Và phòng này có vẻ như là bự hơn những phòng khác. Nghỉ ngơi xong thì mình phải đến lớp tiếp theo. Bây giờ là chiều rồi nên cũng hơi khá là lạnh, nên phải mặc áo khoác vào. Lớp này là lớp mà mình được học và chơi nhạc cùng với ban nhạc của mình. Đây là giáo viên nhạc saxophone của mình ở trường và cũng là giáo viên của lớp mình luôn. Đó, mọi người thấy ban nhạc của mình có ngầu không? Trời siêu 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 lạnh luôn. Sương ơi là sương nè, mọi người thấy không? Thì lúc đó mình chưa có đói, nên là mình quyết định đi tập kèn thêm một chút nữa. Tập được cỡ 1 tiếng hơn thì mình chạy đi ăn tối luôn, vì mấy đứa bạn mình đã gọi ra chỗ ăn. Đây, chỗ ăn tối của mình đây. Mình quyết định sẽ ăn 2 cái đùi gà. Có hơi nhiều không ta? Cảm ơn cô. Rồi mình sẽ mang ra bàn và chơi với các bạn của mình. Hi Anne, make content. Hi guys, so I'm still filming right now. No. Hi guys. I can only see your mouth. There you go. So we're here at the dining hall and having dinner.
I've already finished. That was disgusting. That it wasn't. For me, it was. So yeah. Save the turtles. Lúc sau thì máy của mình hết pin nên là không có video cho mọi người xem tiếp. Bữa nào nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.